Em bé sữa đang xem con lươn đấy. Nhỉ. Nó con bò nữa. Con bọn này nước sạch quá nó không sống được đâu. Khiếp. Wow. Con lươn. Ba lạng 35.000. Sữa sợ không? Đâu sữa xem con lươn à? À sữa đến gần xem. Em bé đang xem con lươn đấy. Nhỉ. Sẽ hợp tác để làm cho mẹ kênh YouTube nhé. Kênh YouTube con lươn. Anh thả nó ra em xem nào. Cái mắt của nó đâu? Nó bé tí tèo 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 tèo. Vậy người ta gọi mắt tí mắt lươn ấy. À, hóa ra là vậy. Sữa. Sữa, sữa hồng. Nhờ con lươn ơi. Gọi đi lươn. Lươn ơi. Con lươn này béo. 12.000 một lạng. Ở chợ Đào Kê hôm qua em đi chợ bá vàng 18.000 một lạng. Bắt hơn bao nhiêu? Sữa cứ đứng bên này hóng bên kia hóng. Đâu đâu, nhìn con lươn trong này, con nhìn trong con lươn trong điện thoại. Nhìn con lươn thật đấy. Ôi. Rồi, đi sang anh săn chơi tiếp đi. Cho bố làm con lươn cho con nấu cháo.